Cô là kẻ cắp. Đây là ví của tôi, quan cấp của tôi. Cô người Tây này xì xì sao sao như vậy, không biết nữa. Cô làm gì vậy? Ví này là của vị thiếu phu nhân mà. Ví của tôi. Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Đây là túi tiền của tôi. Ngu ngốc. Chào cô. Là cô ấy. Cô có gì để chứng minh ví tiền này là của cô hay không? Cô biết nói tiếng Anh sao? Không phải cô cũng biết nói tiếng Trung sao? Nếu cô biết nói tiếng Trung, tại sao lúc đầu lại nói tiếng Anh chứ? Thì ra cô người Tây này biết nói tiếng Trung. Vậy tại sao cô lại nói tiếng Anh để làm khó chúng tôi? Cái ví này là phiên bản giới hạn. Trường Hải này chỉ có 2 cái. 2 ngày trước tôi mua 1 cái. Nếu như không tin, chúng ta có thể đến chỗ bán ví xem thử. Cái ví này là cha của tôi tặng cho tôi. Cô đừng có vu khống người khác. Cô có thể mở ra xem. Lúc tôi đi có bỏ vô đó 50 đồng. Là cô trộm đồ của tôi. Sau đó lấy hết tiền đi, chỉ để lại 50 đồng thôi. Người Trung Quốc các cô chỉ thích làm chuyện không ra gì. Cô gái này, cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Mặc dù ngàn năm nay Trung Quốc luôn lấy lễ nghĩa để đối đãi các nước, nhưng mà chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người khác vu khống chỉ trích chúng tôi như vậy đâu. Đúng vậy, cô nói ví tiền này là của cô. Tôi cũng có thể chứng minh nó không phải là của cô. Dựa vào mùi hương trên người của cô, lúc sáng cô có ăn canh thịt dê, có mùi hương đặc biệt. Có điều ví tiền này lại có mùi thơm mát của hoa lan. Nếu như tôi đoán không nhầm, cô gái này trước khi ra khỏi cửa chắc là có tỉa hoa lan phải không? Phải ạ. Cô làm gì vậy? Đây là túi của tôi mà. Ví của cô đang yên ổn nằm đây. Cô lại khăng khăng ví tiền bị trộm mất. Vậy rõ ràng là cô cướp ví của cô gái này. Rốt cuộc ai mới là kẻ trộm đây? Cô à, thật sự cảm ơn cô. Không cần khách sáo đâu. Lúc trước cô có lòng duyên góp, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Chúng ta quá có duyên với nhau rồi. Đúng vậy.